Ở tuổi dậy thì trẻ thích cãi vì chúng muốn được khẳng định bản thân. Con có việc quan trọng với bạn bè chứ bộ. Việc gì mà quan trọng hơn cái việc học của con với lại cái việc là con phụ giúp chuyện gia đình với mẹ hả? Mẹ cứ làm như là chỉ có người lớn như ba mẹ mới có chuyện quan trọng vậy. Tụi con cũng có mà. Nếu cha mẹ áp đặt suy nghĩ và hành động lên con trong hoàn cảnh này thì hậu quả sẽ thế nào? Bây giờ tuổi teen là các bạn muốn cái thế giới riêng của mình, không ai xâm phạm và mình thích làm gì thì làm. Do cái cách phản ứng của ba mẹ như thế nào đó nên con cái nó không thể dễ dàng cởi mở được, bắt buộc nó phải cãi. Có một bộ phận ông bố bà mẹ hay nói những cái từ rất là nặng với con, xưng mày tao, hoặc là so sánh con mình với con nhà người ta. Trẻ con tội lắm, nó phải gồng với mình á. Cái phản ứng của con phần lớn là một cái hình ảnh phản chiếu từ phía cha mẹ. Câu hỏi sẽ được giải đáp trong chương trình Quyền năng phái đẹp, chủ đề làm gì khi con hay cãi, phát sóng lúc 19:15 thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.